chào các bạn đã đến kênh Khai An Trải Nguyên. Và bây giờ mình sẽ đi tìm xe nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tìm nha. Ôi đây đâu đây. Ôi đâu rồi. Ui cái xe này gì đây. Ui cái này nữa nè. Cái xe ben. Một chiếc xe ben nha mọi người. Wow xanh lục luôn nha mọi người. Rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi kêu nghe mình cầm nha. Bảo ơi cầm đi Bảo. Bây giờ mình sẽ đi kiếm đêm nha. Ui chiếc xe gì đây. Ui chiếc xe múc đất nha mọi người. Đầu nó màu xanh. Đây là cái đồ múc màu xanh các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi kiếm tiếp nha các anh em nha nha. Ui con cá sấu nè anh em. Con này đi chơi hả? Xe nó bị mù mắt rồi. Wow thật là đẹp. Bạn ơi mình chơi thử cho các bạn coi luôn nha. Đây để các bạn cầm găng của nó này các bạn. Bảo cầm đi Bảo. Đây nha, con cá sấu đây. Và bây giờ mình sẽ đi kiếm tiếp nha mọi người. Ui, không có. Không có mọi người ơi. Đây, mình sẽ đi kiếm tiếp nha. Wow, còn đây là chiếc xe đua mọi người ơi. Wow, chiếc xe chạy nữa nè. Xe đua nha. Mình nói không làm là đây là chiếc xe đua.